tiên mình muốn nói đến đó chính là cái shop mơ sướng của mình. Shop mơ sướng .vn có một cái chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho các bạn, hầu như sẽ giống như vừa bán vừa cho ấy, giảm giá 25% vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Cái đó là cái bình thường, và ngày hôm nay là thứ năm, đó là cái giảm giá thứ nhất. Và cái thứ hai là khi tất cả các bạn nạp tiền vào cái shop ấy, các bạn nạp thẻ Vinaphone, các bạn sẽ được cộng thêm 10%. Chẳng hạn các bạn nạp 100.000, các bạn sẽ được 110.000 trong shop này. Thì nôm na là các bạn sẽ và nếu các bạn nạp ATM, các bạn sẽ được cộng thêm 20%. Các bạn ví dụ các bạn nạp vô 500.000 thì các bạn sẽ được 600.000 cộng trực tiếp vào tài khoản này Monix. Chẳng hạn đầu tiên mình muốn nói đến là cái tài khoản VIP giảm giá 25% các bạn nhé. Thì tổng cộng nếu các bạn nạp ATM này 20% cộng với 25% này nữa thì các bạn sẽ được giảm một cái nick với trị giá là giảm 45% của một cái nick. Thì ví dụ 1 triệu một cái nick VIP thì các bạn sẽ chỉ còn mất còn 550.000 để mua được thôi. Và ở đây các bạn có thể biết được rằng là tài khoản VIP từ chọn này chỉ áp dụng khuyến mại 25% vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Đây là thông báo, không phải là quảng cáo, khuyến mại là sự thật đấy. Chẳng hạn như cái những cái nick này các bạn nhé, 59 tướng, 70 skin này, Ngọc 90 này, giảm 25%. Tại vì sao lại cái nick này 59 tướng 70 skin mới giảm 1,5 triệu vậy? Bởi vì nó có đá quý các bạn ấy, có những cái vị, có hai vị tướng sở hữu đá quý này, hay cho té và vị tướng gì đâu này, đấy mình sẽ nhấp vào này, hay cho té và Zena này, đấy sở hữu hai vị tướng đá quý, 59 tướng 70 skin, và đấy toàn là những skin rất là hot các bạn có thể thấy đấy. Đấy là cả thứ nhất mình muốn truyền đạt đến tất cả các bạn. Các bạn đừng quên là các bạn phải sẽ khuyến các bạn đến nạp thẻ Vinaphone các bạn nhé. Nạp thẻ Vinaphone và bản ATM. Các bạn nếu mà không có thì nạp thẻ Viettel các bạn sẽ không được ưu đãi giảm giá. Và kẻ thứ hai mình sẽ dành tặng các bạn tiếp hai nick, đó là nick thử vận máy 500.000 và thử vận máy 100.000. Mình sẽ dành tặng các bạn. Chắc chắn các bạn nào mà xem được cái tặng nick này, các bạn đều vào được. Chắc chắn các bạn sẽ vào được cái nick này của mình. Và các bạn chơi mình một chút nhá, mình sẽ mua xong và mình sẽ thử luôn. Và nick 100.000 này. Thì đầu tiên các bạn vào này, chắc chắn ra tài khoản Garena thông tin trắng, sở hữu từ 20 tướng trở lên và skin ngẫu nhiên. Nếu các bạn nào mà nhận được nick không đúng sự thật này, làm ơn các bạn hãy gọi đến số điện thoại hotline cho mình, thì mình sẽ đền các bạn gấp 5 lần. Thậm chí nếu những cái nick này mình sẽ đến các bạn gấp 10, sẽ đến các bạn 1 triệu nếu mà sai sự thật các bạn nhá. Đấy, và mình sẽ mua cho các bạn này. Và các bạn hãy kiểm tra giúp mình nhá. Đấy, mình sẽ mua hoàn toàn là mình nhập bình thường vậy thôi, là nick 500.000 và nick 100.000. Bây giờ mình sẽ check nick này, chứ không các bạn lại nói mình lại vào check nick lại đưa ra một cái tài khoản khác là như thế. Đây, nick Hoàng 192, mật khẩu Quang 124 này, nick 100.000 là VO Xuân này và 2K5 này. Rồi, bây giờ mình sẽ check nick cho tất cả các bạn thấy, và các bạn hãy vào các bạn chơi nhá. Đừng quên rằng nạp vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần, các bạn vào mua đấy thì chỉ sẽ được giảm giá 25%, cộng kết hợp nạp ATM thì các bạn sẽ được giảm đến 45% bằng một cái nick. Cho nên các bạn đừng quên rằng là như vậy. Rồi mình sẽ vào check nick tất cả các bạn nhé.
Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng tất cả đã quay lại với channel của chúng ta. Để với clip ngày hôm nay thì mình đã có rất nhiều các bạn khán giả yêu cầu này, anh Mưa Sướng ơi, bây giờ em có một cái thử thách khá nhỏ nhỏ là anh chơi một vị tướng bất kỳ nào đó, không cần biết chơi vị tướng gì. Thử thách anh thứ nhất phải ăn được gấp đôi, anh giết người được gấp đôi thời gian, và cái thứ hai là anh phải một mình cân được nắm một kiểu mega cứu cơ. Ô rồi anh mình cùng mình nói thật, gấp đôi mà cái đó khả năng mình làm được, còn một mình cân nắm mega cứu cái đó mình anh không biết, nhưng được thôi. Thử thách là thử thách, anh chấp nhận thử thách này. Và thực sự đây là một cái thử thách rất khó. Và mình sẽ chọn thay vì Nagaroth, mình sẽ đánh Đưa Xí này. Và các bạn đều biết Đưa Xí là một vị tướng khá mạnh ở phiên bản này, nhưng nó chỉ bị nếp một chút về cái trang bị khí mà đồ rừng, nó sẽ không kết hợp với cái gươm tật thể được, cho nên nó sẽ không được cộng dồn cái nội tải làm bồi động khi các bạn sử dụng một chiêu thức. Đòn đánh thương sẽ được gây sát thương. Và đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó là hầu như một cái gươm tật thể sẽ không sử dụng cái Đưa Xí. Đấy, 1 phút gần 2 phút trôi qua rồi mình vẫn chưa ăn được cái mảng nào. Không biết có phèo hay không, nhưng cái giai đoạn này thì các bạn hãy thông cảm giúp cho mình, bởi vì Đưa Xí cái 2 phút đầu tiên thì nó phải đi farm. Đấy, tôi chờ khi farm xong thì mình sẽ đi lên gánh ở đường rồng luôn các bạn nhé. Trước khi gánh đường rồng thì mình sẽ đá qua cái đường mít này một chút. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên rằng nếu thấy clip này hay, các bạn hãy giúp cho mình một nút chia sẻ like kím nhá. À quên, nhầm, các bạn hãy giúp cho mình một nút chia sẻ clip này, và đừng quên hãy giúp cho mình một nút like ở clip để mình có thể ngay càng hướng dẫn những clip thật là hay nhá. Đây, pha này đều đây chưa bán cùng hai tấm đẹp kia bay bao hay quá, hai mà ui đẹp thế, chạy đi đâu, pha này chạy đâu, ui bá mảng các bạn nhá. 2 phút mình đã có 3 mảng rồi, nhưng đằng lề ra 2 phút mình phải ăn được 4 mảng cơ. Không sao, pha này có triple kill đâu đấy. Thì hy vọng đây là một cái tiên đề để giúp cho mình có thể là một cân nắm ở giai đoạn V6. Cân nắm thì khá là khó đấy, nhưng đó là vẫn cái thử thách. Đây, 4 mảng, quá tuyệt vời. Và mình đã hoàn thành được cái giai đoạn đầu tiên rằng 2 phút mình đã có được 4 mảng. Nhưng chuẩn bị qua phút thứ 3 thì bắt buộc mình phải có 6 mảng cơ. Nhưng mà từ từ bình tĩnh, cái đó thì cho mình nở nhé. Nếu phút thứ 3 không ăn được thì phút thứ 4 mình phải ăn được 4 mảng đấy. Đấy, bình tĩnh, phải ăn con rồng này. Thực sự là cái thử thách nó quá khó, nhưng đây đòi hỏi cái kỹ năng rất là cao khi cầm một vị tướng mà ăn mảng các bạn nhé. Và mình vẫn cứ tiếp tục làm một clip ở trên nick của bé Nhật Bành. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Khi mà vừa rồi mình có nói chuyện với em Nhật đấy, em Quang Nhật, thì em có thực sự là em khỏe hơn một chút. Và khi xem clip của mình xong thì em có một cái gì đó gọi là rất là vui vẻ và cảm giác được làm cái gì đấy. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một clip ở trên nick của cháu. Thì yên tâm, nói chung là gặp ai gặp chú Mơ Sướng thì cháu vô tư đâu. Đấy, đam mê về game, chú cũng đam mê game. Hai chú cháu mình cùng chung một chỉ hướng thì nói chung sẽ rất là dễ dàng nói chuyện. Đấy, và quay lại vấn đề cũ, các bạn đừng quên rằng khi các bạn chơi Đưa Xí các bạn nhé, các bạn hãy để ý giúp cho mình cái nội tải của nó là khi mà các bạn sử dụng các chiêu thức hoặc đòn đánh thương, các bạn sẽ được kích hoạt vào, các bạn sẽ được đầy được cái nồi nám màu đỏ ấy, thì các bạn sẽ được sử dụng thêm một chiêu thức nữa, thì đó là chiêu thức rất mạnh của Đưa Xí đấy. Cho nên mình cân nhắc các bạn hãy cân nhắc giúp mình một chút rằng Đưa Xí này cái chiêu hai của nó hơi bị khó dùng một chút, cho nên chúng ta sẽ muốn dùng chiêu hai thật chuẩn chỉ, chúng ta sẽ kết hợp kích hoạt chiêu 3 của nó nhé. Và các chiêu thức của Đưa Xí nó khá đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản luôn đấy. Chỉ cần các bạn đặt chiêu 3 của nó là cái phạm vi rất là rộng. Và 4 phút thôi, mình tối 4 phút mình phải có thêm 2 màn nữa để đạt đấy. Thử thách này rất là khó nhưng mình hy vọng sẽ làm được. Đây, cá đi nắc này. Đấy, cá đi nắc, bay chạy đi đâu con sâu. Tiếp nè, bắn heo này, con nào cũng được. Đây hồi chiêu hai đặt này, đặt rồi, hay quá cái pha đặt. Tiếp nè, quá đã kêu, ui không được kìa. 4 phút 8 mảng các bạn nhé, bình tĩnh cho 5 phút lại thêm 10 mảng. Cái thử thách thì nó khó lắm các bạn. Thực sự đây là thử thách khiến mình phải chạy đua phải thời gian đó các bạn. Bình thường 5 phút mà chúng ta có tầm khoảng 3-4 mảng là sạch vãi nhài, nhưng bây giờ đòi hỏi về 5 phút mình phải có 10 mảng cơ. Thêm 1 mảng rồi nè, ca hiu chưa bá con đấy, nó dịch đây rồi, vẫn cuối cùng vẫn kịp các bạn ơi. Đấy, chơi luôn đây, đủ đám không? Rồi đủ đám, hay quá. 5 phút 11 mảng các bạn nhé, 6 phút là mình sẽ có trong mình 12 mảng các bạn nhé. Đấy, bình tĩnh, bây giờ nó hơi nhẹ nhàng một chút,
hơi nhẹ nhàng một chút ở mình thôi, bởi vì là thử thách chuẩn bị có phút thứ 6 thì mình sẽ lại phải hoàn thành tiếp cho mình được 12 mảng các bạn ạ. Đây là một cái thử thách giết người bằng thời gian, là một cái gì đó thực sự các bạn đều biết là rất khó rồi. Nhưng đây là thử thách nó khó hơn gấp đôi, rằng là phải giết gấp đôi cái thời gian đấy cơ. Đấy nó khó rồi, quá phút thứ 6 rồi. Đây mình phải kiếm được một mảng nào các bạn nào. Đây ghi đu rồi, dính chiêu 3 rồi, chiêu 2 bay vào nhấp kích hoạt chiêu 3 bay vào. Đấy chiêu 1 giết đấy bằng thời gian đấy nha. Đấy ôi dồi ôi, đây rồi, 14 mảng phút thứ 7 này, 14 mảng đấy các bạn nhá, mình có 14 mảng rồi và mình sẽ được một phút nghỉ ngơi. Đấy, chắc chắn là như vậy, 14 mảng thì tương đương cho 7 phút trong game. Nhưng hiện tại đây là mình phút thứ 6 thì là chúng mình rất thoải mái thôi, sẽ không còn áp lực gì nhiều được các bạn nhé. Hiện tại thì lượng đô của mình khá sánh thôi. Và các bạn ơi, cho mình xin lỗi một chút, bởi vì đây là cái thử thách nó quá hay đi. Đâm ra đôi khi mình có một chút gì đó gọi là hứng phấn, mình nói hơi nhanh và cái giọng không hay của mình lại làm cho tất cả các bạn trưởng tài ấy. Xin mong các bạn hãy thông cảm giúp mình nhé. Các bạn đừng quên rằng các bạn nào của bạn bè muốn nick hay là các bạn có nhu cầu muốn nick, các bạn đừng quên rằng hãy lên shop mơ sướng.vn ủng hộ mình một cái nhé. Đây là địa chỉ shop uy tín nhất ở Việt Nam, mình khẳng định như vậy luôn. Nick giá rẻ và các bạn đừng quên rằng hãy giúp mình có thể kiếm một quả nước tôm để ăn nhá. Và mình tiếp tục hoàn thành thử thách đấy, đúng như mình suy nghĩ luôn. Khi mình hoàn thành được 14 mảng ở phút thứ 7 thì đấy là cái giai đoạn mình sẽ đi chơi. Đấy, và mình sẽ bây giờ chuẩn bị qua phút thứ 8 thôi. Mình sẽ lại đi kiếm thêm 2 mảng nữa để hoàn thành chỉ tiêu. Đấy, không lại các bạn này mất công này thử thách này khéo này mất công lắm. Nhưng mà cái thử thách thứ 2 là một mình cân nắm, cái đó mình không chắc đâu các bạn nhé. Có thể là được hoặc có thể là fail ở trong cái clip này. Thì mình quan trọng nhất chỉ là thử thách ăn được gấp đôi mảng thôi. Phút thứ 7 đó, cho mình qua phút thứ 8. Đây, ôi đẹp đi, phá này, cất bỏ luôn, bay bao, chơi luôn, chơi một thôi. Ui trời, cái phá này, một mình cân nắm đấy được các bạn đấy, một mình cân nắm phá này này. Đấy, có một con nữa, sẽ phá ra đâu rồi, sẽ phá ra đâu rồi, một mình cân nắm đấy, 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 đấy. Mega kill, phá này không nói nhiều, mega kill, lên. Đây, ui, tự dưng nói dung chưa ba luôn, quá đã cứu kìa, mega kill, chắc chắn, được không? Rồi, chưa một, yeah. Đấy, tất cả bạn có thể thấy là mình đã hoàn thành đúng 2 thử thách của tất cả bạn khán giả đề ra luôn. Và clip đã đến đấy thì mình nghĩ là sẽ kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Đừng quên hãy giúp cho mình một nút chia sẻ like nhá. Đấy, mình nghĩ là clip đến đây kết thúc rồi đấy các bạn. Đây, mình sẽ giết này, chiêu 3 này. Rồi, trùng ca hưu, mình đặt chiêu 2. Đủ đáng chết luôn. Gì đấy anh ơi. Đây, pha nè, apply, biệt vệ. Đấy, hay quá. Chơi, chiêu 2 đặt dưới chân mình và chơi luôn. Đấy, các bạn thấy cực kỳ quá mạnh luôn. Để đổi một đồng đội mình, nó mình hack các bạn ạ. Rồi, clip đến kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều nhá. Tất cả bạn ơi, my yêu.